Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Thì nếu video này tìm ra bạn thì ở tại đây mình sẽ chia sẻ những kiến thức về ngành kỹ thuật dữ liệu và một số cái tip mà mình áp dụng khi mà mình học và tìm hiểu làm sao để mình tăng cái productivity. Thì ở trong video lần này thì mình sẽ tìm hiểu về một cái câu hỏi mà nhiều bạn nhắn tin cho mình, cũng là trên cái Discord channel của mình, và nhiều bạn hỏi là em nên bắt đầu với lại cloud hay không, em nên bắt đầu cloud từ đâu, em nên học cloud hay là học open source. Thì trong video này mình sẽ nói về chủ đề này. Thì để bắt đầu thì mình sẽ đi qua cái cách tiếp cận về AWS trước, tại vì ở nhiều dự án và outsourcing về outsourcing hoặc là built-in hay là product thì mình hay sử dụng AWS nhiều nhất, và mình cũng nhận thấy là AWS đang được sử dụng rất là rộng rãi ở ngay cả những công ty vừa, công ty nhỏ hoặc là công ty lớn để sử dụng AWS. Thì để mà trả lời cho câu hỏi là em có nên học open source hay học AWS hay là học cloud, thì câu trả lời của mình là tùy theo cái giai đoạn của mình. Ví dụ như là mình đang ở cái giai đoạn là fresher, dưới 1 năm hoặc dưới 2 năm kinh nghiệm, mình mới bắt đầu tìm hiểu về data engineering thì nên bắt đầu từ đâu, thì mình khuyến khích là sử dụng những cái open sources để mà mình có thể tìm hiểu được cái core. Tại vì nó có lý do, tại vì khi mà mình học về AWS hay là học về Azure GCP thì cái core để mà họ build nên những cái dịch vụ của họ thì vẫn là open source. Mình lấy đại khái một cái ví dụ như là mình học về Kafka, Apache Kafka. Thì từ Apache Kafka đó, AWS phát triển lên một cái dịch vụ gọi là Kinesis. Hoặc là từ cái Kafka đó, Azure phát triển lên một cái dịch vụ gọi là Event Hub. Thì đó là lý do tại sao mà mình khuyến khích ở thời gian đầu, fresher, hoặc là hơn fresher một chút, thì mình sẽ học về open source là nhiều hơn, tập trung vào học về open source. Thì khi mà mình đã có kinh nghiệm rồi thì mình sẽ áp dụng cái phương pháp là comparative analytics để mà mình có thể so sánh cái ở giữa open source và AWS cloud, hoặc là giữa open source và Azure, nó có điểm giống và khác nhau như thế nào, những cái dịch vụ nó là gì, hoặc là những cái dịch vụ đó nó có thể thay đổi cho nhau được hay không. Thì mình sẽ bắt đầu video ở đây. Cũng như rất là nhiều cái video mà mình nói thì nó có 5 cái thành phần chính cho một cái hệ thống data platform. Thì để xây dựng một cái AWS để infrastructure cho data platform thì mình cũng sẽ đi qua từng cái thành phần đó. Nhưng mà mình sẽ đi và mình tiếp cận thêm một cái góc khác, đó chính là technology consideration. Thì technology consideration thì khi mà mình thực hiện cái những cái application, những cái data platform mà ở thời gian đầu, tức là mình chưa có gì hết và mình muốn chọn những cái service, những cái framework, những cái tools để mà mình có thể xây dựng và phát triển được cái ứng dụng của mình. Thì đi qua cái thành phần đầu tiên, cái category đầu tiên đó chính là core application. Thì ở đây bạn có thể hiểu là ví dụ mình phát triển một cái app, mình muốn cái core của mình là sử dụng ngôn ngữ là Python, mình muốn API của mình viết được bằng Python, team của mình đang sử dụng Python rất là nhiều và mình chọn Python là cái core application của mình để mà mình có thể xây dựng. Thì ví dụ như là khi mà các bạn muốn viết một API bằng Python thì các bạn sẽ chọn những cái framework tương ứng, ví dụ như là Django hay là Flask, hoặc là các bạn sử dụng làm viết API bằng Node.js thì nó cũng sẽ có những skill về. Thì đó là cái core application khi mà mình muốn sử dụng, thì nó có thể liên quan tới phần data processing hoặc là API hoặc là frontend hoặc là backend. Ở cái vị trí tiếp theo thì nó scalable data transformation. Thì tại vì mình làm về data cho nên phần phải một cái hệ thống của mình cần phải xử lý ở data ở dạng lớn, thì mình cần phải có một cái scalable transformation engine. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái dịch vụ của AWS, đó chính là AWS Lambda. Thì Lambda sẽ là một cái serverless, tại vì serverless tức là mình sẽ không quản lý về mặt infra của Lambda, mình chỉ có phát triển những ứng dụng thôi. Thì Lambda được sử dụng rất là nhiều, rất là rộng rãi trong rất là nhiều dịch vụ khác nhau, ví dụ là streaming, processing hoặc là làm về API, có rất là nhiều cái tính năng. Một cái category nữa rất là quan trọng đó chính là network và security. Thì trên AWS họ sẽ quản lý vào ra network bằng security group. Thì giống như là mình thiết lập firewall để cho cái máy của mình có thể truy cập ra, hoặc là cho những cái network nào có thể truy cập vào cái máy của mình, thì nó sẽ gọi là inbound và outbound security group. Còn về phân quyền, role, user, group, policy thì sẽ quản lý bằng IAM role. Thì
Đó là những cái dịch vụ rất là cơ bản mà hãy sử dụng. Một cái nữa là khi mà xây dựng một cái application hoặc là một cái infrastructure, một cái platform, thì cái phần core infrastructure, core infrastructure mình có thể hiểu ở đây là cái phần infrastructure as code hoặc là DevOps automation. Thì hai cái dịch vụ mà mình hay sử dụng đó chính là Terraform và CI/CD, thì tùy theo cái nền tảng của mình mà mình sử dụng cho nó hợp lý. Thì ví dụ như là mình có thể sử dụng là Jenkins hoặc là GitHub Action để mà mình có thể xây dựng một cái hệ thống automation. Nhưng mà sẽ có những cái dự án họ muốn sử dụng native cloud, tức là sử dụng AWS, thì họ sử dụng là code apply, là còn infrastructure as code họ muốn sử dụng là code formation để mà họ xây dựng cái hệ thống DevOps. Thì cũng tùy thuộc vào cái dự án, tại tùy thuộc vào cái người trả tiền cho mình để mà mình sử dụng. Thì cũng không phải là lúc nào mình có thể cũng có thể propose, mình có thể khuyến khích khách sử dụng được, cũng tùy thuộc vào cái khách mình. Nếu mà mình outsourcing thì cũng tùy thuộc vào khách đang sử dụng hệ thống nào và mình đáp ứng theo cái hệ thống đó. Đó là phần về phần infra. Còn về phần streaming thì chắc chắn hồi nãy mình đã nói rồi, thì mình sử dụng Kinesis Data Stream để mình streaming. Còn về phần buffer thì ở đây mình sẽ sử dụng là Kinesis Firehose. Thì Firehose thì ví dụ buffer ở đây thì mình đã nói rất là nhiều rồi. Thì buffer ở đây là ví dụ như là mình process những cái event, và mỗi cái event thì nó chỉ tầm khoảng 100 KB thôi, mình ví dụ là 100 KB. Nhưng mà để mà tối ưu về mặt performance của mặt grid và tối ưu về mặt storage, mình muốn gom 100 cái file lại thành 100 cái file 100 KB lại. Cứ 100 file là mình sẽ gom lại và mình lưu một lần. Thì đó là lý do tại sao ở đó mình sẽ có buffer. Thì ở đây mình sẽ có là Kinesis Firehose, sẽ có thể là mình sẽ populate data được vào trong Redshift và được vào trong S3 và nhiều dịch vụ khác nữa. Ngoài ra thì về cái storage thì mình hay sử dụng để xây dựng data lake trên AWS là S3, và sử dụng là partition để mà mình có thể lưu được data. Ngoài ra mình sử dụng Redshift để làm data warehouse. Thì Redshift nó sẽ có một cái tool, một cái phần là Redshift Spectrum rất là mạnh. Thì khi mà tại sao mình sẽ sử dụng là Redshift Spectrum? Thì ví dụ là data có ở S3, data có ở Redshift, data có ở Aurora AWS, Postgre, nhiều cái dịch vụ khác nhau, và mình không muốn move data đi đâu, thì ở tại cái Redshift Spectrum mình có thể rõ mình sẽ query được data ở nhiều cái location khác nhau mà mình không cần phải move data đi đâu. Đó là một cái tính năng rất là hay. Còn về security thì cũng sẽ có một cái chỗ để mà mình lưu. Thì ngoài open source mình sẽ có cái Vault, thì ở trên AWS mình có là Secret Manager để lưu lại những cái credential khi mà mình thao tác và mình tương tác với lại những cái hệ thống, ví dụ database, API, credential. Về catalog chain thì mình sẽ sử dụng một cái tool rất là mạnh, đó chính là AWS Glue. Thì trên Glue sẽ có là data catalog mà, để mình biết được data đó là gì, column đó là gì, sample data, request access control và data quality. Ngoài ra Glue còn có hỗ trợ những cái tính năng rất là hay, đó chính là transformation, drag and drop để tạo data pipeline, hoặc là Glue workflow, hoặc là crawling để mà scan cái metadata của cái database đó, rất là hay. Thì như hồi nãy mình đã có nhắc là mình sẽ sử dụng cái phương pháp comparative analytics để mà mình có thể tương tác hoặc là đối chiếu từ AWS qua Azure và từ AWS qua Open Source, hoặc là từ AWS qua GCP. Thì cái bảng nó như thế nào thì chắc chắn là các bạn đã tìm hiểu và đã biết được cái bảng này rồi. Thì cái cách để mình tiếp cận đó chính là mình sẽ học một cái nền, và từ cái nền đó mình sẽ so sánh theo cái tiêu chí tương ứng với những cái dịch vụ khác. Thì ví dụ ở đây là mình sẽ học về open source, mình học về Kafka. Cái tiêu chí, cái bài toán mà mình muốn xem đó chính là data injection. Thì từ cái data injection và OSS, open source, mình sẽ biết được là OSS mình sử dụng là Apache Kafka, nhưng mà qua bên AWS mình sẽ sử dụng là Amazon Kinesis, còn qua bên Azure thì mình sẽ sử dụng là Azure Event Hub. Thì cái core của Kinesis và Event Hub cũng chỉ là Apache Kafka thôi, nhưng mà mình chưa sử dụng CCP, mình chưa sử dụng CCP, nhưng mà nó sẽ sử dụng cái tính năng là Google Pub/Sub. Thì Pub/Sub thì sẽ có là Publisher và Subscriber, nó cũng sẽ tương ứng với lại là Producer và Consumer, Subscribe vào trong cái topic. Thì cái cách mà link như vậy nó là, tức là cái cách mà mình so sánh như vậy nó sẽ tạo lên cái tiền đề của mình để mình có thể nhớ lâu hơn, mình không cần phải
nó nhớ lâu hơn thì cũng chưa chắc là sẽ đúng, nhưng mà nó sẽ có một cái cách để mà mình nhớ một cách có hệ thống hơn. À, thay vì mình chỉ là ok mình biết được là AWS sử dụng Kinesis, Azure sử dụng Event Hub, mà mình không biết được cái core engine của AWS hay là Azure hay là CP là cái gì, để mình biết được cái là cái cách để mình sử dụng và mình sẽ có cách để mình thay thế những cái dịch vụ đó. Mình ở đây mình sẽ có những cái một số cái bảng, một số cái tiêu chí, ví dụ như là data storage thì ở open source mình sẽ sử dụng Minio, Hadoop File System, Cassandra, một số cái open source. Còn ở bên AWS thì chắc chắn mình hay sử dụng S3 nè, mình hay sử dụng Redshift. Azure thì mình sử dụng là Azure Block Storage hoặc là Data Lake, tương ứng với lại những cái tiêu chí thì mình sẽ có những cái dịch vụ khác nhau để mà mình có thể process và mình có thể chọn. Thì ví dụ như là về orchestration, một tool rất là hay open source mình sẽ dùng Airflow. Hầu như Airflow sẽ là tiền đề nền tảng cho nhiều cái dịch vụ khác nhau để mình xây dựng, cũng như là Dask. Khi mình xây dựng một cái Dask thì mình sẽ có rất là nhiều cái dịch vụ mà mình ăn theo cái Airflow này. Thì ví dụ như AWS mình sẽ có là Glue, Workflow, hoặc là trên Azure mình sẽ có là đây rồi Data Factory, hoặc là một cái core của một cái lấy cái core là iFlow bên Google, Google Cloud là mình sử dụng là Glue Composer. Thì nó vẫn là cái core về Airflow thôi, cho nên là mình khi mà mình các bạn hỏi mình làm ở thời gian đầu ở phần fresher thì mình nên học gì, thì mình hay khuyến khích là ở phần fresher dưới 2 năm kinh nghiệm thì mình sẽ chọn những cái tool open source, và trên 2 năm kinh nghiệm thì bắt đầu mình sẽ học cloud. Thì ngày xưa cloud thì sẽ là một cái gì đó rất là một cái điểm cộng dành cho những bạn kỹ sư khi mà biết về cloud. Còn bây giờ thì theo mình nhận thấy thì cloud nó sẽ giống như là một cái tiêu chí standard dành cho kỹ sư lập trình, thì hầu như là đều phải sẽ biết cloud. Còn ngày xưa cloud nó sẽ là một cái điểm cộng, việc biết về cloud, có chứng chỉ về cloud, đã từng làm việc với cloud sẽ một điểm cộng, nhưng mà bây giờ thì nó thành ra một cái standard rồi. Thì cho nên là mình phải cần phải biết một cái phương pháp nào đó để mà mình có thể học một cái cloud rồi, và mình ở những cái cloud khác mình sẽ cũng có cái cách mình tiếp cận và mình học nó một cách nhanh nhất. Thì đó là cái cách để mình làm, tức là sẽ phân tích và so sánh những cái tính năng của những cái dịch vụ trên cái nền tảng cloud đó. Thì đó là cái cách mà mình làm. Nhưng mà tại vì mình không có thời gian để mà mình có thể học được tất cả các dịch vụ ở trên cloud, thì ví dụ như là cá nhân mình thì mình sẽ không có thời gian để mình học và tìm hiểu được các dịch vụ ở bên Google Cloud. Mình chỉ làm với Open Source, AWS và Azure. Nhưng mà mình có thể tự tin được là ok, khi mà mình có một cái dự án về GCP thì sẽ biết được là những cái dịch vụ nào mình có thể dùng, mình sẽ dùng nó như thế nào. Thì đó là cái cách mà mình tiếp cận. Thì hy vọng là cái chia sẻ này nó sẽ giúp ích cho các bạn được biết được là khi mà mình chọn một cái dịch vụ, mình chọn một cái nền tảng thì mình sẽ chọn qua những cái tiêu chí nào ở cái phần là technology consideration. Và thứ hai là các bạn có thể biết được cái phương pháp làm comparative analysis, phương pháp học so sánh để mà mình có thể đối chiếu được từ một nền tảng này và mình đối chiếu qua nền tảng khác dựa trên cái tính năng và đặc tính của cái tiêu chí mà mình đang chọn. Thì hy vọng là video này hữu ích các bạn, và video này mình sẽ kết thúc tại đây. Chúc các bạn nhiều sức khỏe cũng như là có sự lựa chọn tốt nhất cho những cái dự án sắp tới. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của mình nếu các bạn thấy video này hữu ích. Và xin chào mọi người.